Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sích Văn Thành. Dạ, cảm ơn Sích Rạng Đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Hà, dạ. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân, cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, sư sa thủ đành thai. Quỳnh kính cảm ơn Sích Rạng Đồng, cảm ơn Quỳnh Quát Tha Ná. Cô tu nữ tị duyên và quan thành đã hoan hỷ ôn ngoại kinh tiểu bộ Nam Mô Bích Hà, dạ. Dạ, bây giờ thì chúng con đã đến giờ học bài mới. Trước khi đạo tràng chúng ta được tuần tòa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng ghế Nhật Quỳnh thắng lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam Mô Bích Hà, dạ. Nam mô tham ma dạ, nam mô sân kha dạ, nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu tha ha sa, nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa, nam mô ta sa ga qua tô a ra ha tô Samma Sambuddhaha Sam. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Biết lầm mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được đi tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hà, dạ. Trước khi chúng con thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn ạ. Dạ, cảm ơn Vinh Phát Tha Ná đã cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Pháp Tự Thuyết, chương 1, Phẩm Bồ Đề, bài 1 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruvela trên bờ sông Nerañchara dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh thứ nhất, khéo thuận chiều tác ý lý duyên khởi. Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh, cái kia sanh. Tức là duyên vô minh, có các hành, duyên các hành, có thức, duyên thức, có danh sách, duyên danh sách, có sáu xứ, duyên sáu xứ, có xúc, duyên xúc, có thọ, duyên thọ, có ái, duyên ái, có thủ, duyên thủ, có hữu, duyên hữu, có sanh, duyên sanh, có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy là sự tập khởi của khổ quẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy nói lên đời cảm hứng này. Một, thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối vị bà lã môn nhiệt tâm hành thiền định. Khi ấy với vị ấy, các nghi hoặc tiêu trừ, vì quản tri hoàn toàn pháp cùng với các nhân. Hai La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Uruvela, trên bờ sông Nerañchara, dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thể ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát.
Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh giữa, theo nghịch chiều tác ý lý duyên khởi. Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thụ diệt, do thụ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ u não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Hai, thực sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối với vị Bà La Môn, diệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt các duyên. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con thành kính đảnh lễ cung thạch thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ sư có nghe được âm thanh con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sankha-ya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học nốt phần còn lại, đó là ở trong giáo lý duyên khởi đó. Thì giảng hai cái chi phần, mấy cái chi phần sau cùng, đó là lão, tử, sầu, bi, khổ, u, não. Nó cùng chung một cái đầu mối, cho nên là chúng ta sẽ học nốt luôn còn lại. Dạ, cảm ơn Thượng tọa Minh Hạnh. Trước khi giảng bài học hôm nay thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt trước khi giảng. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantan Apiwade Mi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Swakato Phakawata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền đến để chứng ngộ. Subhatibano Phagavato Sawakasanko Sankang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ân tam bảo gia hộ chư chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, như vừa rồi buổi học trước thì chúng ta học cái chi cuối cùng, đó là chi sanh, mà chúng tôi đã giảng cái phần chi sanh rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ giảng tiếp những cái chi còn lại, đó là chi lão, tử, sầu, bi, khổ, u, não. Chúng ta biết rằng giáo lý duyên khởi thì nó chi phối toàn bộ đời sống luân hồi của tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh. Bởi vậy cho nên là khi mà Đức Phật cũng như là các vị thánh, các ngài giác ngộ đó, thì nó xuyên qua đối với tứ đế và giáo lý duyên khởi. Giáo lý duyên khởi đây là một trong cái sự vận hành của vạn loài trên cuộc đời này. Vạn loài trên cuộc đời này. Cho nên là bất cứ chúng sinh nào cũng bị chi phối từ ở nơi
giáo lý diệt khởi này hết. À, như Đức Phật nói rằng, Ngài đã dạy rằng là chính vì không thấu hiểu, không thông hiểu giáo lý tứ và không thông hiểu giáo lý duyên khởi, cho nên ta và các ngươi trôi lăn trong sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp. Cho nên là chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ đề, đâu có nghĩa là Ngài chứng ngộ thấy được cái sự vận hành của giáo lý tứ giáo lý duyên khởi này, và Ngài thấy rõ được cái sự khổ tập diệt đạo, tức là chúng ta nói đến liên quan đến giáo lý tứ đế. Cho nên ở trong cái kinh Trung Bộ đó, có cái bài kinh gọi là dụ giống chân dôi đó, thì Đức Phật Ngài cũng có nói là trong các cái dấu chân của muôn thú ở trong rừng ấy, không có cái dấu chân nào lớn bằng cái dấu chân dôi. Thì trong tất cả các cái thiện pháp đó, không có gì đặc biệt và sâu sắc hay bao trùm hơn tất cả so với lại tứ diệu đế. Vậy tứ diệu đế là cái giáo lý nó chi phối cũng toàn bộ trong sự vận hành của chúng sanh. Cho nên hai cái giáo lý này nó rất đặc biệt, tức là giáo lý duyên khởi cũng như là giáo lý tứ đế. Bây giờ trở lại với lại cái chi pháp mà hôm nay chúng ta cần tìm hiểu trước tiên đó. Đó là lão, lão do có sanh cho nên lão, lão ở đây thì chúng ta hiểu trong cái nghĩa nôm na, trong cái gì gọi là cái phổ thông ở trong cuộc đời đó. Cái thường tình của thế gian đó là già, chúng ta nghĩ là già thì có nghĩa là lão ở đây đó là cái gì nó bị suy kiệt, cái gì nó bị cằn cỗi, cái gì nó bị suy kiệt cằn cỗi, biến tướng của nó, thì cái đó được gọi là lão. Cho nên là nếu mà mình nghĩ cái dân gian, cái thế gian thường tình, thì nghĩ là ông già bà cả đi, ông già bà già, thì cái đó người ta gọi là lão. Nhưng mà sự thật ra đó là ở đây đó, nếu chúng ta hiểu một cách chuẩn xác hơn á, là chúng ta đang từ lão hóa từng thời điểm một luôn, tức là từng sát na một. Bởi vì các pháp nó là vận hành mà, các pháp là vận hành, cho nên là cả thân và tâm của chúng ta là đang vận hành, vận hành. Nó có sự biến đổi, nó có sự thay đổi. Bởi vì cho nên là cái người mà giác ngộ và giáo lý duyên khởi là cái người mà ngộ về tam tướng. Tam tướng tức là vô thường, anicca, khổ, dukkha và vô ngã, anatta. Tức là một người chứng ngộ thấy rõ được cái sự biến đổi đó trong thân và tâm của mình, trong thân và tâm mình. Sự thật ra đó là nếu nói là trong cái thường tình của thế gian đó, thì lão có nghĩa là chúng ta có qua quá trình từ lúc mà chúng ta mới sinh ra cho đến chúng ta thành một cậu thanh niên hay là một cô thiếu nữ gì đó, rồi chúng ta trở thành một cái người trung niên, dù là nam hay nữ, chúng ta bước thành một qua cái tuổi trung niên, rồi chúng ta bước qua cái tuổi lão niên, thì nói cái người già đó là lão. Sự thật ra là chúng ta đang già trong từng sát na. Thì biểu hiện của sự già thế thường đó, thì chúng ta thấy rằng răng chúng ta rụng, tóc chúng ta bạc, da chúng ta nhăn, rồi tuổi tác của chúng ta chồng chất lên. Sự thật ra là như vậy, đó là thế thường, thế gian thế thường là mình nhìn nhận vậy. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta biết rằng cả thân và tâm của chúng ta nó cũng đang thay đổi. Chúng ta mặc dù là trong Di Diệu Pháp nói rằng là Di Diệu Pháp và các ngài nói rằng là tâm qua 17 nhào một khi. Có nghĩa là sao? Sát na tâm của chúng ta đó, sanh diệt 17 sát na. Đây là mình nói trong cái đời sống hàng ngày của mình, bình nhật á. Tâm qua 17 sát nhào một khi. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta sanh diệt 17 sát na, thì sát pháp sẽ diệt một lần. Tức là cái sát pháp nó diệt chậm hơn là danh pháp, nhưng mà nó cũng là diệt. Nhưng mà quý vị thấy rằng một sát na tâm rất là mau.
Trong kinh nói là trong luận nói đó là một khải móng tay tay của một cái khải bốn móng tay của chúng ta nè, chúng ta búng một cái bóc như vậy đó thì nó trôi qua hàng triệu triệu sát na rồi, chứ đừng có nói tới 17 sát na đó. Cho nên là thân và tâm của chúng ta nó đang lão quá, và chúng ta thấy rằng trong cái danh pháp của chúng ta, tâm của chúng ta, một cái sát na như vậy thì nó có ba cái sát na tiểu, ba sát na tiểu, từ khi nó mới hình thành rồi đến khi nó có mặt rồi đến khi nó biến diệt. Cho nên là gọi là ba sát na tiểu là sinh, trụ và diệt. Sinh, trụ và diệt. Nó mới có mặt thì đó là sinh, rồi bắt đầu là nó đang có mặt như vậy thì là trụ, nhưng mà nó biến mất là diệt. Nó biến mất là diệt. Thì sắc pháp của chúng ta cũng vậy, mặc dù là nó chậm hơn. Như vậy thì 17 cái sát na đó, đó thì chúng ta nhân lên làm 3, nó là thành 51 sát na. 51 sát na tiểu. 51 sát na tiểu. Như vậy thì cái thân và tâm của chúng ta nó đang sanh diệt, đang sanh diệt. Sự thật ra là sắc pháp của chúng ta cũng đang sanh diệt. Nó cứ hạ tế bào, sắc pháp này sanh lên rồi nó diệt rồi bắt đầu sắc pháp khác sanh lên, rồi diệt, diệt rồi cái sắc pháp khác nó sanh lên, sanh diệt liên tục như vậy đó. Thì như vậy thì cái người tu tập thiền quán đó là có nghĩa là thấy cái sự sanh diệt của thân và tâm mình. Cái nhiệm vụ đó, cái nhiệm vụ của người tu tập thiền quán đó là nhờ chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên là mình mới có thể thấy được cái sự sanh diệt đó. Đến lúc nào đó thì cái tuệ quán mình mới sanh khởi lên, thấy được cái sự bén nhạy sanh diệt một cách liên tục đó, thì mình mới sanh ra một cái nhàm chán. Rồi mình mới sanh ra một cái yếm ố, một cái ly tham được. Còn nếu như mà mình vẫn còn tham, còn chấp thủ á, thì nó là cái nhân của cái sanh tử luân hồi của mình. Như vậy thì ở đây đó, lão là cái gì nó cằn cỗi, nó biến tướng cằn cỗi, nó suy kiệt ở trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà tâm của chúng ta cũng vậy, nó mới bắt đầu sinh lên là sinh, nhưng mà nó có mặt, nó là trụ, và nó biến mất là diệt. Rồi sắc pháp của chúng ta vậy, nó mới sinh lên thì gọi là sinh, rồi nó biến nó có mặt thì nó là trụ, nhưng mà nó biến mất đi đó là diệt. Cho nên sinh diệt nó liên tục như vậy. Thì biểu hiện của sự già mà như chúng ta đã nói đó là răng rụng, rồi tóc bạc, rồi da nhăn, rồi tuổi đời chúng ta càng, tuổi tác chúng ta càng chồng chất lên thêm đó, thì bắt đầu là các cái giác quan chúng ta bắt đầu là nó suy yếu từ từ, mắt chúng ta bắt đầu mờ, tay chân của chúng ta bắt đầu run rẩy, yếu đuối, đó là biểu hiện của cái sự già. Cho nên á, quý vị thấy rằng á, ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy cho chúng ta rằng á, là chúng ta có ba cái sự say đắm, say đắm trong tuổi trẻ hay là say đắm trong tuổi thanh xuân. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta trẻ hoài, chúng ta không có già. Thật ra là lúc mình còn trẻ thì mình nghĩ là mình ở cái tuổi trẻ lắm, mình trẻ hoài. Nhưng mà bước sang trung niên thì mình mới thấy là mình đã già mau. Đó là cái nhìn nhận thông thường của mình, nhìn nhận theo phổ thông thông thường của mình. Nhưng mà sự thật ra đó là chúng ta đang già từng phản khắc một. Tức là từng sát na một. Đó là như vậy. Cho nên là trong kinh Tăng Chi nó là thứ nhất là mình say đắm trong cái tuổi trẻ. Rồi cái thứ hai nữa là mình say đắm trong cái vô bệnh. Mình nghĩ mình không có bệnh. Mà quý vị thấy hả? Lúc mình trẻ thì mình ít bệnh á. Ít có cơ hội bệnh. Nhưng mà không phải là không bệnh. Nhưng mà ít có cái bệnh hơn là lúc mình tuổi già. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng mình không có bệnh đâu. Nhưng mà cái bệnh này nó xảy ra bất cứ lúc nào mà chúng ta sống trong cuộc đời này. Bởi vì cái xác thân của chúng ta đó là được hình thành bởi vật chất mà. Mình nói trong một cái từ là dễ hiểu đó là bằng vật chất, bằng cơm, canh, bánh, chải, bằng dưỡng tốt. Tâm thức của chúng ta nó hình thành bởi hành nghiệp cũng có. Bởi vì ngay lúc mà chúng ta tục sinh á, chúng ta tái sinh á, thì tâm chúng ta, tức là thức của chúng ta đó, cái tâm tái tục của chúng ta là bá tí sanh thí, thì nó chiêu cảm lấy cái sắc nghiệp, lấy nghiệp rồi nó tạo thành cái sắc nghiệp.
nghiệp, đó là chủng tử ban đầu mà chúng ta tái sanh vào bào thai của người mẹ. Cho nên ở đây đó là lão là những gì biến hoại, thay đổi, biến hoại. Cho nên là khi nói đến lão là thấy nào là mầm mống của sự sanh là bao hàm cả sự chết. Khi mà mình có mặt trên cuộc đời, mình được sanh ra đời thì thấy nào mình cũng phải chết. Mầm mống của sự sanh là bao gồm luôn cả sự chết. Chúng ta lưu ý như vậy. Rồi bây giờ nói đến cái chi tử nữa. Chi tử chết, nói trong cái nghĩa thông thường đó là chúng ta nhắm mắt lìa đời, tắt thở. Chúng ta khuất núi, chúng ta tử vong, chúng ta mệnh chung, hay chúng ta qua đời, cái gì đó chúng ta tên gọi, nhưng mà sự thật là chỉ cho cái gì mà chúng ta không còn sự sống. Tử là vậy. Nhưng mà sự thật ra là chúng ta đang tử trong từng sát na. Nãy chúng tôi đã nói rồi, hả, có sanh thì hả, cái gì nó mới sanh lên thì đó là sanh. Nhưng mà cái gì nó có mặt ở trong cuộc đời này, dù là khoảng thời gian thôi, từng sát na thôi, thì cái đó nó cũng là trụ. Rồi đến khi nó biến mất là diệt, là tử. Sinh trụ diệt là tử đó. Thì tâm của chúng ta cũng vậy, và xác thân của chúng ta cũng vậy. Nói trong cái nghĩa là gì, sự thật ra thì chết nó còn có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Tử á, nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Chúng ta chết của một đời này, nhưng mà chúng ta còn mầm mống luân hồi, còn tái sanh. Cho nên nếu mà may ra thì chúng ta tạo phước đó, thì chúng ta được sanh cảnh giới an lạc, cảnh giới vui, ví dụ như người chư thiên. Còn nếu chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện đó, thì chúng ta sanh vô khổ cảnh. Nhưng mà cái chết ở đây đó là chỉ sự chấm dứt của một đời này thôi, nhưng mà chúng ta vẫn còn tiếp diễn của đời sống luân hồi. Cho nên có người họ nói là chết là gì? Chết là sự chấm dứt của một hiện tượng, chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Hiện tượng là sắc thân này chúng ta có mặt trong cuộc đời này, trong cái cuộc đời này nó năm bảy mươi năm gì đó, 100 năm gì đấy đó, thì cái hiện tượng đó cũng là hiện tượng tạm thời. Rồi chúng ta chết là chấm dứt tạm thời thôi, chứ không phải là chấm dứt vĩnh viễn. Không, quý vị thấy rằng chúng ta còn luân hồi mà, cái nhân của còn luân hồi, chúng ta còn luân hồi, còn vô minh có nè, còn tha mái còn, còn chấp thủ đầy đủ. Cho nên cái đời sống luân hồi chúng ta còn tiếp diễn. Cái chết mà ở đây đó, chúng ta hiểu là cái chết của một bậc A-la-hán thì mới là chết thật sự. Chết thật sự. Bởi vì sau khi mà các ngài từ bỏ cái thân ngũ uẩn này rồi thì các ngài không còn tái sanh nữa, tức là các ngài niết bàn luôn, thì cái chết đó mới là thật sự. Chết là coi như là chấm dứt hoàn toàn ngũ uẩn, tức là không hiện khởi của thọ uẩn, của sắc uẩn, của thọ uẩn, của tưởng uẩn, của hành uẩn, của tước uẩn. Sắc uẩn tức là sắc thân của chúng ta. Ta nói là thân tứ đại, là đất, nước, lửa, gió gì đó. Sự thật ra thì nó còn có những sắc pháp khác nữa. Nhưng mà bốn sắc tiêu biểu đó gọi là sắc tứ đại, là đất, nước, lửa, gió. Như vậy thì nhưng mà bốn cái thành phần danh uẩn là thọ, tưởng, hành và thức đó, thì nó còn tiếp diễn. Nhưng mà đối với vị A-la-hán á, thì các ngài không còn sự tái hiện của năm uẩn nữa. Không còn sự tái hiện của năm uẩn nữa. Chúng ta lưu ý vậy. Niết bàn nó không phải là một cõi. Niết bàn cũng không phải là một cảnh giới. Cái cảnh giới nào đó cũng không phải, mà một cõi cũng càng không phải. Nếu mà có cõi thì giống như cõi người của chúng ta thì cũng có sanh có diệt, cũng hoại diệt vậy đó thôi. Cho nên không phải là cõi, mà cũng không phải là một cảnh giới, mà là một trạng thái đạt được của một cái vị mà sau khi chấm dứt được cái nhân của luân hồi, nhân của phiền não, tức là vô minh, tha mái và chấp thủ. Vì vứt dứt cái đó cho nên cái nghiệp mà gọi là nghiệp hữu và sanh hữu chúng ta không còn tạo ra nữa. Vì vậy cho nên trong kinh mới nói là một vị A-la-hán đó là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành đó. Sanh đã tận là tức là cái nguồn gốc của sự sanh không có,
thì không bao giờ mà có cái sự tử già ở đây nữa. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, có nghĩa là con đường mà các ngài tu tập đó, con đường giới định tuệ mà các ngài đã tu tập đó, thì nó đã thành tựu. Việc nên làm đã làm, đặt gánh nặng sanh tử xuống, tức là sanh tử tái diễn không còn, đã không còn trở lại trạng thái này nữa. Trạng thái gì? Trạng thái sanh lão bệnh tử sầu bi khổ não, không có trạng thái đó, không có trạng thái đó. Như vậy thì ở đây khi chúng ta nói đến tử, tức là sự chấm dứt, chúng ta tử là tử ở trong cái kiếp này thôi, chúng ta chết bỏ cái thân xác này rồi chúng ta lại tiếp tục luân hồi nữa, tùy theo nghiệp của chúng ta tạo. Có khi thì chúng ta tái sanh khổ cảnh, có khi thì chúng ta sẽ tái sanh lạc cảnh, có hết. Trong 31 cõi đó, 11 cõi dục, 16 cõi sắc và 4 cõi vô sắc đó, thì chỉ có 5 cõi tịnh cư là chúng ta chưa có đi đến, chưa tái sanh đến. Vậy 5 cõi tịnh cư đó, là có những cái bậc thánh, tức là bậc thánh bất lai và bậc thánh vô sanh, hay là nói cách khác tức là bậc thánh tam quả và bậc thánh tứ quả ở đó. Và ở những cõi đó thì các ngài tu tập tiếp nữa, thì các ngài sau khi viên mãn pháp độ ba la mật thì các ngài hoàn toàn giải thoát niết bàn luôn. Còn ở trong tái hiện trong 31 cõi này đó, dường như là có lẽ là chúng ta cũng trôi lăn qua hết rồi. Cho nên trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật cũng có nói rằng là vô thủy, là luân hồi là vậy, tức là chúng ta từ trước tới giờ chúng ta luân hồi không biết là bao nhiêu kiếp, cứ tiếp diễn hoài như vậy, cho nên là không thể nói được. Rồi trong kinh Tương Ưng Đức Phật có thể ví dụ là xương mà chúng ta chất bao nhiêu kiếp luân hồi nó thể thành là cái núi xương của chúng ta. Máu mà chúng ta chết từ kiếp, ví dụ như ta làm kiếp người rồi chúng ta sinh làm con vật, ví dụ như vậy, máu mà chúng ta chết thì có thể chảy thành sông biển. Đó là cái ví dụ mà Đức Phật ngài nói đến cái luân hồi nó nhiều vậy. Luân hồi nó nhiều vậy. Như vậy thì ở đây đó, tử tức là nói đến sự chết, còn sầu bi khổ u não á, thì xin thưa quý vị là như thế này. Chúng ta còn sống trong cuộc đời này, chúng ta còn phiền não đó. Chúng ta còn phiền não đó. Thì chúng ta còn luân hồi. Và khi mà chúng ta còn phiền não thì bao nhiêu cái nó diễn ra trong đời sống đó là sầu khổ u não. Cái khổ á, nó có ba cái trạng thái mà chúng tôi xin thưa quý vị. Thứ nhất là nói đến dukkha, tức là nói đến khổ, nói đến cái khổ. Sự thật ra đó là mình mượn cái này để mà mình phả lấp cái kia thôi. Ý chúng tôi muốn nói là như thế này. Thí dụ như mình có gặp cái khổ này thì mình mượn cái khổ khác, cái vui khác, cái chỗ khác mà mình tạm gọi là vui đó, để mình phả lấp cái khổ này. Nhưng mà sự thật ra cái khổ nó không chấm dứt. Mà cái khổ ở đây đó là chỉ cho cái sự đau đớn của xác thân. Chúng ta nè, khi chúng ta còn sống trên cuộc đời này, chúng ta phải làm lụng lao động, chúng ta phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Rồi chúng ta phải vì cuộc sống mưu sinh chúng ta phải có cái thân này. Rồi chúng ta có thể dầm nó giải nắng, rồi chúng ta có thể là bị nạn tai, bị đau bệnh, chết chóc đau đớn. Cái nạn tai nó gia đập vào trong cơ thể của chúng ta, làm cho chúng ta bị thương tích hay là bị tàn tật. Thì những cái đó là mình nói cái khổ của xác thân. Khổ xác thân. Cho nên con người của mình á, có những người á, cũng may mắn chăng á, là mình không có phải bị những cái nạn tai, rồi mình cũng không có da đập, không có khổ gì nhiều về xác thân, không có làm lụng như là người ta lao động chân tay. Nhưng mà cái đó người ta không có. Nhưng mà rõ ràng là cái bệnh đau đó, họ vẫn đau đớn chứ. Họ không có ai mà khỏi bệnh đó. Không ai khỏi bệnh. Cho nên là chẳng qua là mình đi mua thuốc để mà mình chữa bệnh. Quý vị thấy đó là ngày xưa đó, quý vị thấy đó là ngày xưa đó, mình nói chừng 4-5 thập niên về trước đó,
bệnh cùi với bệnh lao là cái bệnh nan y, bệnh nó không 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 thể chữa được. Nhưng mà bây giờ đó là cái bệnh mà lao cùi đã có thuốc để người ta chữa rồi, không có sợ các bạn ạ, thuốc người ta chữa. Nhưng mà các nhà y học, các nhà khoa học chỉ phát minh ra những cái phương thuốc là sau khi có bệnh, sau khi có bệnh. Rồi ngày nay đó chúng ta thấy là lao cùi là bình thường, rồi qua AIDS, qua SIDA, rồi giờ nó lại có những cái con virus nó còn độc hơn nữa. Thì quý vị thấy không? Nó cũng khiến cho tử vong, nó khiến cho chúng ta tử vong. Như vậy thì cái khổ đó nó là khổ về xác thân, còn khổ về tâm lý nữa. Khổ về tâm lý nữa. Có nhiều người có các cách khổ khác nhau. Mình thiếu cái gì mà mình mong cầu cái đó được cho đến với mình thì cái đó nó khổ. Thí dụ bây giờ nè, mình thiếu sức khỏe, sức khỏe mình bệnh đau hoài, mình mong muốn được sức khỏe, thì cái khao khát mà mình mong muốn được có sức khỏe đó cũng là nỗi khổ của mình. Mình ưu tư, mình dằn vặt, mình nghĩ đến những điều đó. Rồi cái người mà không có sắc đẹp, mong muốn mình có sắc đẹp, thì chính cái khao khát đó đó làm cho mình khổ. Mình khao khát mình muốn được một cái đẹp này cách nọ, rồi người ta cũng tìm cách này cách nọ, sửa chữa cái này sửa chữa cái kia, xài đồ giả ví dụ vậy. Thì chẳng qua đó là mình mượn cái này mình đổi cái kia, sự thật ra thì nó không bao giờ hết khổ đó, bị chính cái sự khao khát của mình. Mình mong muốn mình được đẹp. Rồi bây giờ cái người mà không có danh vọng, mình mong muốn mình có danh vọng, có địa vị trong cuộc đời, được cái này làm ông này bà nọ, rồi mình phải phấn đấu, phấn đấu. Rồi không được như vậy thì mình bị khổ. Mình khao khát, mình mong muốn mình được có địa vị, mình được danh tiếng này, danh tiếng nọ, mà mình không được thì mình khổ. Mình không được mình khổ. Cho nên chính cái sự khao khát đó, đó từ ở cái, mà Đức Phật ngài nói gì? Từ ở cái tham ái. Tham ái sinh sầu, tham ái sinh lo sợ. Ai dứt trừ tham ái, không sầu, không sợ hãi. Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú: Tanh ha ya cha ya ti so ko, tanh ha ya cha ya ti pha yang, quyết và mút tá sa na ti so ko của tô pha yang. Đức Phật dạy vậy. Cho nên là chính tham ái sinh ra sầu, chính tham ái sinh ra lo sợ. Mình cứ cầu toàn mong cái này được, cái kia được, nhưng mà rồi nó không được như mình thì mình khỏi khổ. Cho nên sầu bi khổ u não nó diễn ra trong cuộc sống của mình. Mà đầu tiên đó là chúng ta nói đến cái khổ khổ. Khổ là khổ của tâm lý, khổ của thể chất, chứ không phải thể xác này. Mình nãy chúng tôi đã nói. Cái khổ thứ hai, khía cạnh thứ hai mà chúng tôi muốn nói nữa đó là cái hành khổ, tức là sankhara dukkhata, hành khổ. Thì cái hành khổ ở đây đó là gì? Cái sự cảm thọ của chúng ta nó thay đổi. Lúc chúng ta vui, lúc chúng ta buồn, lúc chúng ta bình thản, rồi thân và tâm của chúng ta nó diễn biến, nó thay đổi. Nó diễn biến, nó thay đổi liên tục như vậy. Chính vì nó diễn biến, nó thay đổi liên tục như vậy đó, đó là cái sự, nó là một trong những cái trạng thái, một cái trạng thái mà chúng ta nói rằng nó bức bách. Nó bức bách, nó bức bách, nó thay đổi. Nó diễn biến của thân của chúng ta, nó diễn biến tâm của chúng ta. Cho nên cả cái cảm thọ của chúng ta đó, ngay cả cái chúng ta thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu gì đó, thì cái đó nó khổ. Nhưng mà cái thọ xả nó cũng là một cái cảm thọ xả đó, ít là nó đang diễn biến thì nó là khổ. Chứ đừng nói là khổ của thân, ưu của tâm là khổ, mà cũng không nói rằng lạc của thân và hỷ của tâm nó là khổ hoàn toàn. Mà ở đây đó, cái diễn ra, nó đang diễn ra là cái thọ xả đó cũng là khổ, cũng là cái còn thọ. Những cái cảm thọ đó nó diễn ra ở trong đời sống của chúng ta, mà Đức Phật ngài nói đó, đó là những sự hoại khổ. Cho nên là quý vị biết rằng là các cái vị mà phạm thiên hay các vị ở cõi trời đó, họ không có đau già bệnh chết tai nạn như chúng ta, nhưng mà họ cũng còn có cái khổ đó là hành khổ. Bởi vì sao? Họ cũng, tâm của họ cũng đang vận hành, sắc thân của họ cũng đang vận hành,
Cho nên họ cũng vẫn chịu cái khổ đó, họ vẫn chịu cái hành khổ đó. Và do có cái hành cho nên là cái gì nó sinh lên, nó biến mất, thì cái đó là gọi là hoại khổ, gọi là viparina dukkhata, tức là cái sinh diệt của thân và tâm của chúng ta. Đó là một trong những cái hoại khổ. Cho nên cả ba cái hình tướng khổ khổ, hoại khổ hay là hành khổ, nó cũng điều chỉ cho những chúng sanh ở trong tồn tại có mặt ở trong tam giới này. Cho nên là cái khổ là nói là như vậy đó. Khổ là như vậy. Chứ không phải như cái thường thức của chúng ta nhận là tôi khổ quá vì tôi mất cái này, tôi bị cái kia, tôi khổ cái này, khổ cái nọ. Không phải. Cái đó là trong cái nghĩa thường thức. Mà ý Đức Phật Ngài muốn dạy cái khổ ở đây đó là cả ba cái khía cạnh đó. Như vậy thì chư thiên ở cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì, phạm thiên sắc giới, vô sắc giới cũng khổ. Đừng nói là sướng như ông tiên cũng khổ. Cái câu dân gian nói sướng như ông tiên. Ông tiên là quý vị ở đây chắc có người biết chữ Hán không? Nhân bằng sơn vốn thiệt chữ tiên. Tức là người ngày xưa đó mà ở trên núi là nó thanh thản, nó thanh nhàn, như là một ông tiên. Không lo nghĩ, không đau khổ, không gia chạm cuộc đời này. Đó là sung sướng nhất cuộc đời này. Nhưng mà bây giờ trên núi người ta cũng ở đầy trên rồi. Thì ở đây là muốn nói, ngay cả cái người mà nói rằng sướng như ông tiên cũng chưa phải là sướng như ông tiên. Đấy không? Bởi vì chúng sanh hiện hữu với cái góc nhìn của Đức Phật đó, chúng sanh hiện hữu trong tam giới này nó cũng đều là chịu cái sự tác động, sự chi phối của sự khổ. Mà ở dưới ba khía cạnh là dukkha dukkhata là khổ, sankhara dukkhata là hành khổ, và hoại khổ là vipatina dukkhata. Cả ba cái đó đều là trạng thái của khổ hết. Như vậy thì cái sầu bi á, là cái buồn bực, sầu bi khổ u não đó là buồn bực. Buồn bực khó chịu, dù là cái khó chịu gì đi nữa cũng là cái khổ. Bởi vì cho nên là tâm của chúng ta đó, quý vị thấy không? Mình cứ ở trong một cái trạng thái, ngay có người mà gặp cái chuyện vui đi nữa thì mình vui chút lát đó thôi. Nhưng mà rồi đó thì tâm của mình trong một cái trạng thái là có khi mình cũng buồn, có khi mình cũng sầu não. Cái ưu và cái buồn phiền của mình nó diễn ra ở trong cái đời sống của mình. Người ta nói một cây mình nghe một câu nghe nó dí dỏm. Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Sự thật ra có những cái buồn á, nó tiềm ẩn ở trong tâm lý, nó không phải là do ông A bà B xúc phạm mình, ông ba bà B làm tổn thương mình khổ, không phải. Có những cái tự nhiên trong lòng của mình nó buồn, và cái đó là bản chất của sự khao khát. Bản chất của sự khổ khao khát. Cho nên là cái sự khao khát đó, nó làm cho mình khổ thôi. Mình cứ mong là cầu toàn cái này, cầu toàn cái kia. Mình thiếu cái này cho nên được cái kia. Rồi mình mong cái nọ, mình thiếu cái đó cho nên mình mong muốn mình được như vậy. Rồi cái người kia đó, họ được cái này nhưng mà họ mất cái kia. Cho nên họ mong muốn cái kia nó có với họ. Cho nên là họ khao khát trong một trạng thái khao khát. Vì vậy cho nên là họ vẫn có cái sự khổ. Như vậy thì cái giáo lý duyên khởi mà hôm giờ chúng tôi chia sẻ với quý vị đó là bao gồm cả vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu đó. Hữu, sanh, lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ, u não đó. Thì cái đó là một trong những cái hiện tướng của mỗi chúng sanh. Cho nên là ở đây đó, khi nói đến 12 thì ở đây đó cái giáo lý duyên khởi đó, nó gồm có phân ra làm ba cái thời kỳ. Thường thường đó là chúng ta nói rằng cái gì quá khứ nó đã qua rồi là quá khứ, qua rồi quá khứ. Cái gì nó đang có mặt là hiện tại, cái gì nó chưa có là tương lai. Tương lai thì quá khứ ở đây đó, trong ba cái 12 cái chi này đó thì vô minh và hành nó thuộc về quá khứ, do vô minh và hành động của chúng ta. Do chúng ta vô minh, tức là cái mà chúng ta không nhận đúng chân thật của nó, không thấy rõ của nó. Do không thấy rõ,
không biết rõ trong kinh là vô minh là gì? Bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Tức là mình không biết rõ về tứ đế, hay không biết rõ về giáo lý duyên khởi này. Cho nên là chúng ta hành động, dù là hành động thiện hay hành động bất thiện, mà hành động đó, đó là hành động trong cái vô minh. Do cái vô minh nó chi phối cho mình hành động, cho nên nó là nhân quá khứ. Để rồi mình hành động, mình hành động ở đó là mình đầu tư, mình đầu tư, mình tạo tác ra, cho nên cái đó là quá khứ. Sở dĩ mình có thân người này là do vô minh và hành đó, vô minh và hành đó, quá khứ. Nhưng mà lão tử sầu bi, lão tử ở đây đó thì sầu bi khổ u não nó cùng chung một điểm, cũng chung là một điểm đó, thì ở đây là sanh lão tử sầu bi khổ u não, đó là thời vị lai. Thấy không? Thời vị lai tức là do chúng ta, do chúng ta vô minh cho nên chúng ta hành động, đó là quá khứ. Cho nên là chúng ta có sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não, nó diễn ra ở trong đời sống của chúng ta bất cứ kiếp nào đi nữa, thì cái đó là tương lai. Nhưng mà ở trong hiện tại đó thì quý vị biết rằng là do cái nhận thức của mình, do cái thức của mình, do thân và tâm của mình, do các cái giác quan, giác quan là lục nhập đó, tức là 16 nội xứ và 6 ngoại xứ đó. Cho nên là trong đời sống, xúc là sự giao thoa giữa căn và cảnh, rồi có thọ, có ái, có thủ, có hữu, nghiệp hữu, thì cái đó đó là ở trong cái đời sống mà ở đây đó, quý vị biết là ở hiện tại, nó là do hiện tại. Cho nên là chúng ta, cái nhận thức của chúng ta, cái cảm thọ của chúng ta, cái xúc lạc của chúng ta, cái xúc của chúng ta, nó đều có cái ngấm ngầm chứa của ái trong đó, chứa cái sự chấp thủ. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi buồn, tôi cái đó tôi, cái nọ của tôi, cái này của tôi, vân vân. Do sự chấp thủ vậy, do sự tham lý như vậy, tham ái như vậy, cho nên là chúng ta mới có cái sự hướng đến cái đầu tư, hướng đến đầu tư, tức là cái nghiệp của chúng ta tạo ra. Do chúng ta có đầu tư bằng cái nghiệp hữu, cho nên là chúng ta hiện hữu. Chúng ta muốn lại làm sanh lại cõi người để hưởng dục, cho nên là chúng ta làm thân nam thân nữ trong cuộc đời này. Chúng ta thích thú ở trong cái hỷ lạc, thỏa mãn ở trong các cái thiền chứng của mình, thiền sắc hay thiền vô sắc, cho nên những chúng sanh đó có mặt ở trong cõi sắc và cõi vô sắc, vân vân. Cho nên nó vẫn có những cái sự tham luyến, nó có những cái sự ái chấp, nó có cái sự khao khát trong đó. Do cái sự khao khát cho nên là chúng ta có hiện hữu trong cuộc đời này. Như vậy thì ở đây đó, giáo lý duyên khởi phân ra làm ba thời đó, thì vô minh và hành đó, nó thuộc về cái nhân của quá khứ. Nhưng mà lão tử sầu bi khổ u não đó, thì cái đó là điểm của vị lai của chúng ta. Nó, do chúng ta có sự vô minh, có sự chấp, có sự hành động, cho nên chúng ta có sanh ra cuộc đời này, lão tử, rồi sầu bi khổ u não nó diễn ra. Còn thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ đó, hoặc là nghiệp hữu đó, thì nó lại là cái pháp ở, nó diễn ra ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có những điều đó, có những điều đó. Thì bây giờ khi nói đến giáo lý duyên khởi đó, thì quý vị thấy rằng là nó còn nhiều cái khía cạnh để muốn nói, nhưng mà chúng tôi nói đến ba cái mối tương quan, bốn cái mối tương quan, tức là giữa các pháp, giữa nhân quá khứ đó, giữa các pháp nhân quá khứ đó, thì đó là vô minh với hành, cho nên nó tạo cái mối nối cho chúng ta có mặt trong tương lai. Rồi các pháp mà quả trong hiện tại đó, thì nó là do cái nhận thức của chúng ta, do cái thức chúng ta nhìn nhận, nhận thức của các cái cảnh, rồi thân và tâm của chúng ta, rồi do con mắt, tai, mũi, lưỡi, tức là lục nhập đó, chúng ta, từ đó nó có cái sự hiện hữu ở trong đời sống, có xúc, rồi có thọ, đó là cái mối nối liên quan với cái đời sống. Cái mối nối thứ ba nữa muốn nói
tức là các ái thủ và nghiệp thủ của chúng ta. Đó là cái mối nối mà nó liên quan trong hiện tại này. Cho nên là chúng ta bị chi phối rất là nhiều. Và cái mối nối thứ tư muốn nói tới, tức là cái mối nối ở đây đó là gọi là quả của tương lai đó. Quả của tương lai đó, đó là gì? Đó là sanh lão tử. Cho nên đó là cái mối nối mà chúng ta nói, cái mối nối thứ tư. Như vậy thì thường đó, chúng tôi hay nói đó là nếu mà nó chia làm ba cái luân với nhau á, ba cái luân với nhau, tức là ba cái bánh xe mà dây tròn với nhau á, ba cái bánh xe mà nó xoay tròn với nhau á, thì đầu tiên á là ta nói đến cái phiền não luân. Phiền não luân, mà cái phiền não ở đây đó là cái chất xúc tác. Cái chất xúc tác, chúng tôi tạm gọi là cái chất xúc tác, nó tạo nên cái để chúng ta có tạo tác hành động. Thì ở đây nó bao gồm cả gì? Đó là phiền não. Mà phiền não tức là cái chất bận nhơ hay là cái cấu quế từ ở mỗi chúng sinh đó. Đó là gì? Vô minh, ái và thủ. Cái đó là một cái luân thứ nhất gọi là phiền não luân. Cái thứ hai nữa đó là gọi là nghiệp luân. Nghiệp luân đó, tức là cái gì chúng ta hành động, do chúng ta tạo tác, chúng ta đầu tư. Thì ở đây đó gồm có nghiệp hữu và hành. Tức là chúng ta có đầu tư, chúng ta có hiện hữu trong cuộc đời này. Có thân nam, thân nữ, chúng ta sanh ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cái đó nó đều là do nghiệp hữu. Rồi chúng ta có cái hành động. Hành động thiện, hành động bất thiện, ngay cả hành động mà cho quả ở cõi vô sắc đấy, hay gọi là bất động hành đấy, thì nó cũng là do cái nhân, cái nghiệp của luân hồi chúng ta tạo tác ra. Do có nghiệp của luân hồi chúng ta tạo tác ra, cho nên chúng ta có cái quả của luân hồi. Đó là quả luân hồi. Mà ở đây đó là chúng ta có cái thân này. Từ có cái thân này đó thì quý vị thấy rằng có cái gì? Có cái sanh hữu. Đó là chúng ta làm thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh gì đó. Thì cái thai sanh á, mà gọi là sanh hữu, tức là chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Khi có sanh hữu thì chúng ta có thức, tức là có cái tâm chúng ta nhận biết, hay là gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Rồi danh sắc, tức là thân và tâm của chúng ta. Lục nhập, tức là nói đến sáu căn, sáu trần, căn và sáu trần. Lục nhập, sáu căn và sáu trần. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẫy. Sáu trần tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay là cảnh pháp. Thì khi có lục nhập thì có xúc, có thọ, rồi có sinh lão bệnh tử, sầu bi khổ u não, nó diễn ra trong đời sống. Như vậy thì ở đây đó là nói đến ba cái luân hồi, ba cái luân mà có thể nói rằng ba cái dòng bánh xe, nó tạo thành ba cái dòng bánh xe mà chúng ta hiểu là luân hồi là như vậy. Ở đây đó chúng tôi nói đó, là nói đến giáo lý duyên khởi thì nếu như trong kinh nói đó, là một vị mà đoạn tận, chỉ cần đoạn tận một mắt xích thôi, một mắt xích trong 12 cái mắt xích đó, thì vị đó sẽ đoạn 11 mắt xích còn lại. Quý vị cứ hình dung coi, cái dây xích nè, chúng ta có 12 cái mắt đây ha, mà lỡ chúng ta, nếu chúng ta chặt đứt một cái mắt nào đó thì 11 cái mắt còn lại nó cũng đứt theo luôn, nó sẽ đứt lìa ra. Thì ở đây Đức Phật Ngài nói mình tu tập, dù là ở hiện tại hay sao, hay là tương lai sao, thì ở đây đó mình làm sao mà mình tu tập ở trong cái đời sống của mình đó, mình tu tập mình đoạn cái ái và chấp thủ, đoạn ái và chấp thủ, đoạn tận được cái vô minh. Mà nhiều khi đó chúng ta đâu có đoạn tận được vô minh, chúng ta bị chi phối trong cái nhìn nhận của chúng ta là bị chi phối bởi tham ái, rồi chúng ta bị chi phối bởi vô minh. Vô minh là chúng ta không nhận đúng chân thật của nó, đúng cái chân thật của nó, đúng cái thật tướng của nó. Rồi chúng ta sanh ra cái chấp thủ. Do cái sự chấp thủ như vậy, chấp thủ là sao? Nó liên quan đến dục thủ. Nó liên quan đến dục thủ. Tức là ngay cả cái mắt thấy, tai nghe,
mũi ngửi lưỡi nếm của chúng ta đó đều là gắn liền với cái tôi trong đó. Tôi đó. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy tư, cái tôi đó. Cho nên nói gì nói mà không bỏ cái tôi đó, không bỏ cái tôi đó. Chúng ta chấp thủ là trong cái nhìn nhận của mình có cái tôi trọng, có cái bản ngã trọng, có cái tôi trọng. Cho nên là cái gì mà nó liền với bản ngã, mà nó dính liền với, nó liên quan đến năm dục, thì gọi là dục thủ. Dục thủ. Mà cái thủ này là cái gì? Cái lớn mạnh của tham ái thôi. Cũng như là một cái trái chuối chín ươm ướp và một trái chín mùi. Ái nó cũng là một cái trái chín ươm ướp. Và thủ nó là một cái trái chuối chín mùi. Vậy thôi. Như vậy thì thủ nó liên quan đến dục thủ. Chúng ta chấp thủ dục thủ. Rồi bây giờ chúng ta lại có một cái thủ nữa. Đó là kiến thủ. Kiến thủ tức là cái nhìn nhận của chúng ta, cái kiến chấp của chúng ta, kiến chấp của chúng ta nó liên quan với cái thường kiến và đoạn kiến. Bây giờ chúng tôi nói cái khía cạnh này trước, vì cái thường kiến là chấp thường, nghĩ rằng có một cái gì đó nó hàng hữu. Thật sự ra thì mình đời trước đời sau á, nó không phải là một, phải là một. Bởi cái này nó làm duyên cho cái kia mà, làm điều kiện cho cái kia. Làm điều kiện cho cái một cái nó làm duyên, nó làm điều kiện cho cái kia, và nó vừa làm điều kiện cho cái kia sanh khởi, và đồng thời nó chịu cái tác động của cái trước cái kia nữa, nó sanh khởi ra nó. Cho nên nó vừa làm cái chịu, cái bị và cái được, bị và cái được. Như vậy thì ở đây đó, có thể nói rằng là chính cái sự chấp thủ của mình liên quan đến kiến thủ đó, là mình cho rằng cái này nó thường hàng. Thân tâm mình đâu có cái gì thường hàng, không có gì thường hàng này. Đời sau của mình nó không phải là nói có một linh hồn hay là có một tâm thức gì đó nó vĩnh cửu không phải. Bởi vì ngay cả cái đời trước đời sau nó khác nhau, nó không giống nhau, không phải cái đó đâu, không phải cái đó. Mà một người chấp rằng, cho rằng cái đó là nó trường cửu, nó tái diễn từ kiếp này, rồi nó tái diễn kiếp sau, rồi tái diễn kiếp nọ, tái diễn kiếp nọ, thì mình chấp như vậy đó, gọi là thường, chấp thường, sat-sat-di-thi, chấp thường. Cho nên là quý vị á, thấy rằng ở trong cái bài kinh mà Khởi Thế Nhân Bổn, ở trường Bộ Kinh, thì ở trong đó cái trường Bộ Kinh là sở dĩ người ta nảy sinh ra cái ý niệm là có một đấng sáng tạo đó, có một đấng sáng tạo đó. Bởi vì cái vị Phạm Thiên đó, khi mà tu tập, do tu tập cho nên sanh về cõi đó, khi mà sanh về đó, cõi đó có mình nè, cõi Tam Thiền, Nhị Thiền, sanh đó, cõi đó có mình. Rồi một thời gian sau thấy có một số vị sanh vô nữa, rồi đến khi mà mình thấy mọi người sanh vô nữa, thì nghĩ mình là sáng tạo, sanh ra những cái người đó. Nên tôi có mặt trước, rồi những người có mặt sau đó, xem như là dưới cái sự sanh sản của tôi, hay là dưới cái sự chi phối của tôi, hay là dưới cái sự ban sủng của chúng tôi. Cho nên ở trên cái thế giới này đó, quý vị các thấy các cái tôn giáo phần đông đó, là đều là tin có một đấng sáng tạo. Chỉ có Phật giáo không chấp nhận có một đấng sáng tạo. Vì Đức Phật giác ngộ về giáo lý tứ đế này, cho nên xin lỗi, giáo lý duyên khởi này, cho nên là ngài không thể chấp nhận có một cái đấng sáng tạo. Ngay cả Hồi giáo, Thiên Chúa giáo cũng vậy. Thiên Chúa giáo là một tôn giáo lớn thế giới, Hồi giáo cũng là một tôn giáo lớn thế giới. Sự thật ra đó là một Hồi giáo cũng là cả một hai tỷ, một tỷ, hơn một tỷ người Hồi giáo. Thiên Chúa giáo thì cả một tỷ mấy, hai tỷ, ví dụ vậy. Phật giáo của chúng ta có khoảng 600.000 tín đồ, 600-700.000 tín đồ, chưa được một tỷ. Nhưng mà chính Đức Phật ngài mới thấy rằng các cái tôn giáo, phần lớn là người ta, mình thấy là cái tôn giáo là đa thần với tôn giáo nhất thần.
tôn giáo nhất thần á, là tôn giáo như là Thiên Chúa giáo. Cái gì cũng là đấng sáng tạo, Thiên Chúa, Chúa Trời sanh ra tất cả. Ví dụ họ quan niệm vậy mà họ cho rằng như vậy, thì từ cái gọi là từ ở cái ý niệm mà đấng sáng tạo đó, ở trong cái bài tới tới nhân bổn là từ ở cái gì phạm thiên đó, cho nên là có một cái gì hằng hữu, hằng hữu đấng sáng tạo đó. Rồi bây giờ chúng ta nói là tôn giáo đa thần là Ấn Độ giáo chẳng hạn. Ấn Độ giáo là ngoài ba cái vị thần chính đó, Brahma tức là đấng thần sáng tạo, rồi thần Vishnu tức là phần nuôi dưỡng, phần Shiva là phần hoại diệt, vân vân, thì ba vị thần đó là vị thần chính. Còn thần sông, thần lửa, thần núi, thần cây, thần này, thần trâu, thần bò, thần voi, thần này, vân vân, đó là tôn giáo đa thần. Nhưng mà họ vẫn tin rằng có một đấng sáng tạo, đó là thần Brahma, gọi là vị thần Brahma, tức là phần phạm thiên ấy, mình gọi là phạm thiên ấy. Brahma là sáng tạo sanh ra. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cái cả Hồi giáo thì cũng tin rằng có một thánh A sanh ra, vân vân. Thì ở đây chúng tôi nói như vậy để cho mình thấy rằng cả tôn giáo, những cái tôn giáo lớn trên thế giới, rồi những cái tôn giáo nội sinh ở trong Việt Nam mình, nội sinh, tôn giáo nội sinh tức là sinh ra ở Việt Nam mình, như Cao Đài Hòa Hảo, Cao Đài Hòa Hảo, thì quý vị thấy rằng là Cao Đài thì cũng tin rằng có một đấng chí tôn. Đấng chí tôn đó giống như Đức Trời, Đức Đức mình vậy đó. Cũng đó là đấng chí tôn đó sinh ra. Hòa Hảo thì học Phật tu nhân, học theo giáo lý của Phật, nhưng mà tu là tu nhân đạo, vân vân. Thì ở đây chúng tôi nói như vậy để cho người ta thấy rằng, để thấy rằng là nếu mà mình biết được cái giáo lý chính thống của đạo Phật, thì giáo lý duyên khởi là một giáo lý đặc biệt, nó chi phối toàn bộ trong đời sống của chúng ta, sanh tử luân hồi này. Và một cái người tu tập giáo lý, tu tập á, mà chứng ngộ về giáo lý, thấy rõ về giáo lý duyên khởi này, thì đó là chỉ cho cái bậc thánh A-la-hán, chỉ cho Đức Phật thấy rõ. Mặc dù là người ta bên Phật giáo Bắc truyền á, người ta nói rằng giáo lý tứ đế là giáo lý của bậc thinh văn giác ngộ, nhưng mà không phải. Rồi giáo lý duyên khởi này đó, tức là để dành cho những bậc duyên giác. Giáo lý duyên khởi là những bậc duyên khác, là những bậc độc giác rồi chẳng hạn, không phải. Thì dù là thinh văn, nếu mà mình nói trên góc độ của kinh điển Pali đó, thì dù là bậc thinh văn, hay là bậc độc giác, hay là bậc toàn giác, đều giác ngộ về giáo lý tứ đế này, và giác ngộ về giáo lý duyên khởi này. Còn ngoài ra đó thì những cái điểm đặc biệt khác mà ở đây đó, Đức Phật Ngài tuyên bố, chính vì không thông hiểu giáo lý duyên khởi này mà ta và các ngươi trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi này. Như vậy thì nói giáo lý duyên khởi là một trong những cái giáo lý rất là đẹp, hay gọi là giáo lý duyên sinh, gọi là duyên sinh, hay là duyên khởi, hay gọi là thập nhị nhân duyên, vân vân. Thì đó là sự vận hành của thế giới này. Như vậy thì khi chúng ta học về giáo lý tứ đế, từ ở cái chi đầu tiên mà được nói là vô minh duyên cho hành, cho đến khi mà lão tử sầu bi khổ u não. Và hôm trước chúng tôi có nói đó là Đức Phật Ngài dạy xuôi, giảng xuôi, có nghĩa là từ vô minh cho đến sầu bi khổ u não. Có thì Ngài còn giảng ngược. Giảng ngược là sao? Nó nghịch lại, nghịch lại. Nghịch lại tức là một người chấm dứt sầu bi khổ u não, có nghĩa là chấm dứt được vô minh. Và đối với giáo duyên khởi, nó liên quan đến cái thân ngũ quẩn của mình. Cái ngũ quẩn của mình. Một cái người mà tu tập thiền quán đó, có nghĩa là nhờ chánh niệm tỉnh giác, mình thấy được cái sự sanh diệt, sanh diệt. Cái gì nó khởi sanh, sự tập khởi của sự sanh, sự tập khởi của sự khổ, sự tập khởi của sự diệt, vân vân. Cái gì nó sanh khởi nên là, đó là tập khởi. Tập khởi của sự sanh, tập khởi của sự tử, vân vân. Thì ở đó, đối với một cái vị mà giác ngộ về giáo lý tứ đế, thì đó là chỉ cho các cái bậc A-la-hán, A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy ở trong kinh điển Pali á, thì không có sử dụng cái từ Phật, không sử dụng từ Phật, mà sử dụng cái từ A-la-hán, tức là A-ra-hán. Còn cái từ Phật á,
là chữ chỉ cho Buddha, Buddha, Buddha. Thì cái chữ Buddha đây là giác, mà trong kinh điển Pali chúng ta là ba cái giác, ba bậc giác nào? Độc giác tức là Paccika Buddha, toàn giác Sammabuddha, Sambuddho đó, Sambuddha. Rồi thanh văn giác tức là Savaka Buddha. Tại cả ba cái bậc này đều giác ngộ vì giáo lý tứ đế này. Và cả ba bậc này đều giác ngộ giáo lý diệt khởi này. Như vậy thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Thì cái bài học hôm nay cũng vừa với cái phải lẽ thời gian. Trong thời gian qua đó là chúng ta học từ đầu tới cuối, từ vô minh một ngày, có khi chúng tôi giảng một chi, có khi chúng tôi giảng hai chi, có khi chúng tôi giảng ba bốn chi. Nhưng hôm nay thì ba bốn chi thì nó liên quan với nhau, cho nên là mình giảng cứ từ từ như vậy thì nó sẽ hiểu rõ về cái giáo lý tương lai. Chúng ta thấy rất là đặc biệt trong giáo lý tứ đế này. Nếu có dịp các quý vị Phật tử sẽ tìm hiểu thêm qua các cái bài giảng, hoặc là chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta suy gẫm thì chúng ta sẽ hiểu được cái vấn đề này rất là quan trọng. Nó có lợi ích chúng ta trong cái nhìn nhận rõ về cái đời sống luân hồi này của mỗi chúng sanh, và đồng thời là chúng ta nhìn nhận xác thực qua cái gì nó có lợi ích cho cái việc chúng ta tu tập thiền chứng ngộ. Cho nên cái giáo lý đặc biệt này rất là cao siêu. Xin thưa quý vị là như vậy, chỉ có Đức Phật Ngài mới thấy rõ được những cái này. Còn thế gian thì nó cũng bị chấp cái này, chấp thường, chấp đoạn liên quan, có hoặc không đó, cứ hai cái chấp đó mà nó dính dập hoài. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Buổi học sau thì chúng ta sẽ học bài kế tiếp để chúng tôi sẽ xem lại coi cái bài học kế tiếp là cái gì, bài gì để chúng ta học. Thì hổm rày là bao nhiêu buổi học rồi đó, là chúng ta học liên quan đến giáo lý duyên khởi này. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân. Và kính thỉnh đại đức tuệ đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và kính dâng mít đến đại đức tuệ đức. Và Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con thành kính thánh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo.